Xem chưa có khổng lồ nào. Thì nhẹ chân này dán luôn đi ra. Rồi, có đủ nó to quá bây. Cho bật tay cũng có 1/3. Ông rã luôn đi. Đừng cống, đừng con cứng. Đây là nguyên liệu của 6 cái đùi gà siêu to khổng lồ các bác. Con này nó bằng cái đầu ấy nhỉ, cái bàn tay mình bằng 1/3, 1/4 của cái đùi này. 1/3. Thì là anh em sẽ biến thành món đùi gà siêu to khổng lồ. Từ các cháu ơi, mình bà năm nay ba xịch nồi bánh chưng rồi mà giờ mới thấy cái đùi gà to như thế này. Kinh khủng thật. Gà này gà Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu đây. Rồi bằng cái đầu ấy rồi. Ua, wow, Quỷ Yên ngẩng mặt lên đụng chưa bằng cái đùi gà luôn. Khiếp. To hơn này. Rồi. Đây thành quả của anh em các bạn ơi. Chả đùi đây. Trời ơi. Cái tay với cái đùi này, cái đùi đúng ba cái tay. Úi giời, quá tuyệt vời. Thơm, đúng mai. Mặt quá. Đây, anh em vào để bố trí ta chiến thôi. Bia bọt đây thì anh em chế biến vô để ngồi vào mâm đi. Quá tuyệt vời. Sáu anh em sáu đùi vào đi để ngồi đi Đức cơ. Hả? Đúng rồi, đây không? Có hai gái thôi. Ăn bóc tay cho nó ngon chứ cần gì đũa anh trời. Tay đũa quen. Ai ăn cơm thì ăn mà. Ừ. Ai hiểu. Nhưng mà la chim nói nhá. Đấy rồi, và, anh em vào đi. Ừ. Đấy. Mày xin sao sao đi anh nhé. Dạ, chưa gì cứ dạ. Đây anh em ơi, một đâu chỗ ơi. Vào ấy anh em ta chuẩn bị chuyện triển khai bọn anh em nhà chê suốt thì phải éo biết khi nào là. Ấy thì có sao nhiều bia thế. Bia đây, bia bia vào mày lên tô. Đây. Còn đây còn ruột uống đây cho ngon nào. Chúc mừng nào anh em ơi. Vào. Còn ruột uống vào cái tráng ruột đi chứ. Món gà anh em chế biến sôi ạ. Chế biến ngon như thế này mà không ăn nữa thì thôi. Mặn thì ăn cơm đức nó chế biến để nó ăn cơm mà anh em ta ăn. Sưởng hai ướp còn sưởng bốn là hai này phải không? Quá tuyệt vời. Còn sưởng bốn ha. Thôi mời anh em bật bia đi để em nói xin non anh em xin lon thôi. Đấy, xin lon đấy. Xin lon này kia có ngay chứ. Anh em cười tươi này. Xin Coca Cola. Xin lóc kia không có. Xin lon này đơn giản. Biết đầu rồi. Khui lon. Thôi mời anh em nào. Mời anh em nhá. Em khui lon. Chúc anh em đậu nhá. Chúc anh em nhá. Bao giờ kết quả anh? Sức khỏe nhá. Tuần sau. Của anh tao nhá. Của anh tao có sức khỏe có kết quả nhá. Như sưởng ra chấm tướng tướng sau tuần. Mời anh em. Mình mình gì mình phải lấy gì đấy. Cảm giác thế nào quý? Đúng rồi. Mời à. Có được không? Thật lòng đấy. Kokoro kokoro đi. Lấy lòng. Đặt dưới lòng ở đây luôn này. Ngon đấy à? Ngon quá. Anh Dũng tuyệt vời. Xem một cái nào đấy ông lấy đấy. Ông mình bé à quý à? Nhường chung to nhất đây. Trời ơi thương này. Cơ bản là ngon ngon rồi, ngon rồi, ngon đã rồi. Cái này đâu mặn đâu. Mặn thật anh ạ. Ngon, ăn không cần gia vị. Mặn đâu. Mặn. Ngon đấy, mà ngon. Tinh tế đấy. Hơi khô quá. Rồi bắt đầu, người nông dân bắt đầu cầm dĩa. Hôm nay phê bình bản thân chỉ được tầm 6,5 trên 10 thôi. Có bạn Dương Dũng anh lần đầu tiên anh em dĩa. Ăn theo cái phong cách Tây. Rất Tây. Ôi dạ, anh như Tây luôn. Lần đầu tiên ăn như Tây thật. Anh thấy có mặn đâu. Anh trong kia có chanh này. Có chanh không? Chắc chỉ chanh đâu. Nó ngon. Nó mỗi anh em mỗi người đùi các bạn. Cái phụ ăn đi. Đấy. Cảm giác thế nào Đức? Người dày công chế biến chiều hôm nay. Thứ nhất là ăn thì không tạm được mà chiên hơi quá lửa. Này là ngon, anh thấy là ngon muốn chỉ rồi. Thế mình bản thân, là mai. Không được như thế nữa. Mai rồi, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Đấy, anh sao này.